Ngày hôm nay, Hòa Bình trở thành điểm nóng khi mà đêm qua, 4 hộ gia đình cùng với 18 người ở tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã bị vùi lấp bởi đất đá lở từ trên núi xuống. Và trong suốt ngày hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tập trung lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân. Và tính đến thời điểm hiện tại thì 9 thi thể đã được đưa ra ngoài trong tình trạng đã tử vong. Nhóm phóng viên VTC14 đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết hơn. Gần một ngày sau khi xảy ra sự cố, đến thời điểm hiện tại, 9 thi thể vẫn còn đang bị vùi lấp trong đống đất đá. Không khí tang thương vẫn bao trùm toàn bộ khu vực xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 9 nạn nhân xấu số đang được các gia đình an táng theo phong tục địa phương. Chẳng ai có thể ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, 4 ngôi nhà cùng 18 người đã bị vùi sâu trong đống đổ nát. Dù 9 thi thể đã được tìm thấy và đưa ra ngoài, song điều kỳ diệu đã không xảy ra. Một giờ nữa là nghe tiếng động mình cái là nghe các cháu ở trong này nó gọi điện cho tôi, bảo là chùa đất rồi, bố ạ. Thế là bố mới nổ máy xe bảo đến là các cháu chưa tán hết rồi, chưa tán ra ngoài ngã ba hết rồi. Tôi không ngờ mà có tôi đấy, tôi nằm lại một tí là tôi cũng mất tích. Đấy, con rể của tôi nó trưởng thôn mà nó chỉ huy bên đấy này. Anh em người ta cũng giúp, nhưng mà mày anh em người ta cũng chạy lúc này, khuya nước xuống người ta chạy hết. Không mà lúc đầm ban chiều người ta đến xem nước đó là lúc chết to. Theo người dân sống trong khu vực này thì đây được xem là trận sạt lở lịch sử. Đặc biệt trong những ngày gần đây, mưa lớn khiến dòng nước từ thác trên nguồn đổ xuống cuồn cuộn. Nên dù đã có sự chuẩn bị nhưng những người dân nơi đây vẫn không kịp trở tay. Thác này là có vết nứt được khoảng 40 hay 50 phân rồi đấy. Thì cũng đang bàn tán nhau hôm qua cũng nói là sợ nhất là mức nước này là sợ nhất là nó lún hoặc nó sụt cái thác này đấy. Ăn cơm cũng đang nói như thế. Nhưng mà không ai ngờ được. Trong chiều nay, mưa đã giảm. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã huy động thêm lực lượng và phương tiện để tìm kiếm những người còn đang bị vùi lấp. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt trượt xuống quá lớn khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Theo lực lượng cứu nạn, trời tối, trong điều kiện ánh sáng không đủ, việc dùng máy để đào bới sẽ khó đảm bảo được sự nguyên vẹn của các thi thể nạn nhân. Tôi đã huy động tổng lực lượng của các lực lượng hiện nay là trên 200, gần 300 cán bộ chiến sĩ gồm có lực lượng quân đội, lực lượng công an, lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng của các ngành, ban ngành đoàn thể của địa phương để tích cực tìm kiếm. Có nghiệp vụ tìm kiếm cùng hỗ trợ cùng với doanh nghiệp huy động thiết bị máy móc và máy xúc để tích cực đào và tìm những nạn nhân còn mất tích. Ngoài tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, cũng trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã huy động tàu vận tải đường thủy tiếp tế lương thực, thuốc men cho các xã vùng cao đang bị cô lập thuộc huyện Đà Bắc. Còn tại khu vực huyện Mai Châu, mưa lớn khiến đường ngập sâu gần 1 mét. Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 không thể di chuyển qua khu vực này. Công tác khắc phục thiệt hại và tiếp tế cho các hộ dân đang được địa phương tiến hành rất khẩn trương.